phải nói gấp 10 lần. Một triệu mấy hay 2 triệu em cũng nhớ nhớ cỡ đó, tầm cỡ đó đó. Gì gấp 10 lần có 1 triệu mấy vậy bà nội? Thì của cho An là 250 một chai đúng không? Cái 250 chai nào ta? Cái chai màu xanh đó kêu 350. 250 hay 350? Em nhớ 250. 350 vậy là không? Vậy là không có 3 gấp 4 gì thôi. Ừ. Mà có vậy là cũng ghê rồi đó. Như có nhiều loại sữa bằng gấp đôi của em luôn, cái gì em mà phụ nữ không bằng đâu. Hồi kỳ em xài của nó là năm 2017 mà nó đã là gần 2 triệu bạc, 2 triệu mấy rồi. Bây giờ nó còn lên. Cái tiết kem chống nắng của nó là 1 triệu mấy, 1 triệu 3. Hàng được giảm giá là 1 triệu 1. Sữa rửa mặt em nhớ là cái chai sữa rửa mặt là mắc nhất, xong mới tới cái chai C của nó. Kem chống nắng là giờ chị Vinh đang xài ở bên đó hả? Không, chị xài của Hàn Quốc luôn á, nhưng mà hiệu gì tự nhiên lên cái tiết màu trắng có cái mặt trời. Cái của la rô chiêu xì hình như mình trưởng enilsa à đúng rồi, cái loại đó thì cũng đi cũng được đó chị. Nó cũng kiểu như nó nhẹ nhàng ấy. Không bị bết dính. Tiếp hơn như 300 mấy thì sao, là 400 mấy đó. Tại khi em mua của nhà bạn á, nó giảm phần trăm xuống, em nhớ là 300 mấy 400 gì á. Cái đó mua siêu thị 550 600 thôi mà. Da chị chỉ xài chắc nhiều nhất một phần cũng do cơ địa da mỏng. Em thấy nhìn da tay cho nên chịu mỏng. Khi làm móng cũng vậy nữa, nó phải dặn trước chỗ nào lạ phải dặn trước, là da rất là mỏng, cắt nhẹ nhẹ em. Không chỗ nào kiểu nó quen tay á em. Nó tập một cái rồi xong máu sụp liền. Mọi người chỉ chấm vào mấy cục mụn tuần sau, nếu mà còn thì lấy thêm lần nữa nha chị.
Chị quay có sát quá không? Không.
ai chạy đứng chắc là chị bay lâu vậy đúng không? Gì kiếm gì bớt hay gì thích màu hồng hả? Dạ chị cũng vậy. Chị ừ, thích lắm luôn.
rửa mặt thì 3 tiếng sau hoàn rửa nhé chị. Ok. Tạm biệt mọi người thôi.